Vâng, tiếp theo tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn về đấu thủ của Masayuki Toyoshima ngày hôm nay, đó là kỳ thủ Tenhiko Sato, hay là tên gọi đọc phiên âm khác của kỳ thủ này là Amahiko Sato, là một kỳ thủ chuyên nghiệp người Nhật Bản hạng chính đẳng, sinh ngày 16 tháng 1 năm 1988, và Sato đã từng là người giữ danh hiệu Meizin của cờ Sugi chuyên nghiệp Nhật Bản. Về đôi nét về Sato thì anh ta sinh ra là tại quê hương là tỉnh Fukuoka của Nhật Bản và đạt được trạng thái chuyên nghiệp vào ngày 1 tháng 4 năm 2010, lúc 20 tuổi, 22 tuổi. Và số trong huy hiệu trong cái danh bạ danh sách của Sugi chuyên nghiệp Nhật Bản, anh đã đứng vị trí thứ 263, thứ tự là 263. Và giáo viên của Sato là kỳ thủ chuyên nghiệp Isao Nakata, và các danh hiệu lớn mà Sato đã giành được là gồm có 3 danh hiệu và 3 giải đấu khác chiến thắng. Về cái lịch sử thăng hạng của Sato như sau, và đạt bước vào thế giới học viên của Sogi chuyên nghiệp vào tháng 9 năm 1998 với thứ hạng là 6Q, và đạt cái danh hiệu 4 đẳng chuyên nghiệp đầu tiên vào ngày 1 tháng 10 năm 2006. Sau đó 3 năm thì được thăng lên hạng 5 đẳng vào ngày 30 tháng 4 năm 2009, và đạt thứ hạng 6 đẳng vào ngày 21 tháng 4 năm 2011. Đến năm ngày 19 tháng 4 năm 2012 thì đạt thứ hạng là 7 đẳng, và đến ngày 8 tháng 1 năm 2015, 3 năm sau thì được thăng lên hạng 8 đẳng, và đến ngày 31 tháng 5 năm 2016 thì được thăng lên hạng chính đẳng, là đẳng cao nhất của thế giới cờ sugi chuyên nghiệp. Về các cái danh hiệu và chức vô địch thì Sato đã xuất hiện trong các trận đấu tranh đai tranh danh hiệu lớn tổng cộng là 6 lần, và đã 3 lần được giành được danh hiệu Meizin. Cả 3 danh hiệu anh ạ mà anh ấy giành được là Meizin. Và ngoài các danh hiệu lớn thì Sato đã giành được 4 chức vô địch khác trong sự nghiệp của mình, gồm có là Shinjingo vào năm 2008 và 2011, giải đấu AEO Vệ Vương năm 2016 và Ginga Sen năm 2018. Và ngoài ra thì Sato còn nhận được một số danh hiệu giải thưởng khác do Hiệp hội cờ Sugi Nhật Bản trao hàng năm, gồm có là từng đạt là tăng thủ xuất sắc nhất năm 2008, giải thưởng là tỷ lệ chiến thắng tốt nhất và trò chơi giành được chiến thắng nhiều liên tiếp nhất và năm 2010, và các giải thưởng trò chơi thắng nhiều nhất, trò chơi được chơi nhiều nhất và trò chơi thắng liên tiếp nhiều nhất, trò chơi của năm, rồi và tinh thần chiến đấu của năm 2015, giải tinh thần chiến đấu năm 2016 và trò chơi của năm vào năm 2019. Ngoài các giải thưởng Shogi thì Sato còn được chọn là một trong những người đàn ông của năm của QQ Japan năm 2017, và Sato đã từng giành được giải là thưởng bùng nổ của nhà Nhật Bản trong cái người đàn ông của năm. Về tiền thưởng thì Sato đã từng lọt vào top 10 của bảng xếp hạng tiền thưởng và phí trò chơi cuối năm của Hiệp hội cờ Sugi chuyên nghiệp Nhật Bản 6 lần, đã với thu nhập là từ 21.660.000 yên cho đến 72.550.000 yên một năm. Đó là một số cái đôi nét về kỳ thủ thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay, đó kỳ thủ Tenhiko Sato, xin giới thiệu đến quý vị biết và theo dõi. Xin cảm ơn.